Người hiền chí là bạn lành, không lay động, không đua tranh. Người hiền chí tu hạnh lành, xa ái dục tránh lợi danh. Người hiền chí tâm cao thượng, sống an lạc, sống yêu thương. Người hiền chí quán vô thường, theo chánh pháp tâm thành lương. Người trí tuệ không tham lam, xa ái dục thoát buộc gian. Tâm vững vàng, tâm thanh tịnh, vui chánh pháp tâm thanh lương. Ta luôn gắng học nói gương, bậc hiền trí đáng cung dường. Hay phát tâm cầu vô thượng, chứng niết bàn giới định. Phải tập thể dục nhiều hơn uống thuốc.
Nhưng mà nếu mà các vị bây giờ mình đi vào trong một cái trung tâm mà cái gym mình thấy người ta tập thấy ham lắm. Nhiều cái người Tây, người Mỹ già 50-60 tuổi và vô rồi họ chạy cái xe, cái máy chạy xe, cái treadmill chạy tới cả tiếng hồ. Rồi nhiều cái người mình dồn thấy trời dồn giống như là cỡ bà ngoại đó, mà họ bơi ở dưới nước họ lội một tiếng hồ không ngưng. Mình thanh niên mình xuống lội cái hai vòng đứng thở. Thành ra vậy mình thấy mình xấu hổ, cho nên mình tinh tấn ha, mình phải ráng mình đi để mình bằng người ta hoặc ít ra cũng coi cho được. Còn nếu bây giờ mà ở nhà mình tập thì chắc chắn là mình sẽ rất là dễ lười biếng. Cho nên ngay cả việc mà đi nghe giảng hay là nghe việc tụng kinh cũng vậy, mà nói ở nhà mình hành thì mới đầu thì cũng làm thì sơm tụ lắm, nhưng mà sắm sửa đủ thứ, nhiều Phật tử là thỉnh Phật về nhà rồi sắm áo tràng bồ đoàn thì nghe làm có 3 bữa, giống như là mua đồ về cho tốt vậy, mua máy chạy, mua máy tập về được chạy được 2 lần rồi cái dòm thấy là ngao ngán, là thấy thôi không tập hình như cũng vậy. Mình không biết được mỗi lần vậy thì cái sức khỏe của mình hoặc là mỡ máu nó tăng. Cho nên cái bài mà vừa rồi chúng ta nói là cái giải đãi là nguyên nhân để đưa đến những cái tội lỗi và cái lỗi lầm. Vì vậy người học Phật các cần phải có cái sự nỗ lực gọi là tinh tấn. Đó là cái bài phần 2. Hôm nay chúng ta nói về cái bài tức là thứ 10 đó, nhưng mà về cái bài thứ 2 của phần 2 là gì? Là trí tuệ là căn bản để chuyển hóa cái si mê hay gọi là vô minh. Đây là cái bài này là có thể được gọi là nồng cốt. Thật ra đối với Phật giáo là như chúng ta biết là tuệ giác là quan trọng nhất. Cho mình tu mình muốn làm gì làm, nhưng mà phải có trí tuệ. Nếu mà mình không có trí tuệ thì mình tu cỡ nào cũng là tu mù. Mình đi chùa bao lâu rồi cũng là tu mù. Cúng dường bao nhiêu cũng là tu mù. Làm phước bao nhiêu mà không có trí tuệ thì sẽ rơi vào con đường của vô minh. Cho nên đó là học Phật á, bởi vì chính bản thân mình thấy rằng Đức Phật ngồi thiền rồi người ta gọi Đức Phật là gì? Đức Phật là đấng đại giác. Hay gọi là nói một cách nôm na bình thường nhất á, Đức Phật là người tỉnh thức. Đạo Phật là đạo tỉnh thức. Nhưng mà lấy cái gì để tỉnh thức? Thì phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ mới tỉnh thức được. Cho nên học Phật á, mà mình không có xây dựng được cái nền tảng trí tuệ đó, thì nếu mà mình có thể mình đi càng đi mình càng u tối. Và do vậy nó dễ sinh phiền não, rồi bị thị phi, rồi nhân ngã, rồi khen chê, làm cho mình nghĩa là lui sụt cái con đường tinh tấn của mình. Trong khi Phật giáo không hề có cái sự bảo vệ mà kêu gọi là sẽ giúp đỡ hoặc là Phật sẽ làm cho mình tạo thành trí tuệ, mà mình phải học. Cho nên cái nội dung của bài học hôm nay chúng ta sẽ học đó là trí tuệ là căn bản để chuyển hóa vô minh, hay nói một cách khác trí tuệ là căn bản để là trừ được cái nghĩa là si mê của mình. Nhưng mà vô minh là một trong những cái điểm đầu tiên trong cái 12 nhân duyên. Vô minh sinh ra hành, hành sinh ra thức, rồi danh sắc, rồi lục nhập, rồi xúc, rồi thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Nó trở thành một cái vòng tròn như vậy. Nếu khi nào mình phá được vô minh thì tất cả cái vòng tròn 12 duyên nó tan vỡ. Cũng giống như Đức Phật khi mà Ngài giác ngộ được gọi là dạ đổ minh minh thành tánh giác, là trong lúc sa mai vừa một là Ngài đã thấy rõ được thực tướng các pháp bằng tuệ giác của mình, tức là thấy được sự sinh diệt, sự duyên khởi, và thấy được các cái tánh, các cái tướng nó vốn là như vậy đó. Thì lúc đó Ngài hoàn toàn không còn dướng mắt vào cái chấp ngã, từ ngã bản thân nữa, Ngài được gọi là thành Phật. Mà thành Phật là gì? Là không phải là một cái ông gì bự lắm, hoặc là một cái gì đó nó hì hợm mà nó ghê gớm, thần thông quảng đại lắm, không phải vậy. Thành Phật là gì? Là người có tỉnh thức và giác ngộ, biết rõ thực tướng các pháp là như thế nào. Và ngay cả trong cái bài kinh này đầu tiên mà chúng ta học á, Thầy có yêu cầu là tất cả các Phật tử sau này mình cứ mỗi lần học từ khúc rồi mình thuộc lòng luôn. Nhưng mà chắc chắn học tới giờ chẳng ai học thuộc lòng hết. Nghe rồi giống như mình gọi là gì, bước ra khỏi cửa là trả chữ lệ cho thầy. Mà cái mà mình thích nhớ là nhớ chuyện khác, chứ còn chuyện kinh thì không có gì phải nhớ. Cho nên nó cũng không có tội lỗi gì, cũng không ai phạt, không ai đánh gì mình đâu. Cho nên mắc gì mình phải nhớ. Nhiều người nói rằng đó là tụng kinh đó, rồi nghe cái bài chú Đại Bi mà nghe hoài không thuộc. Bây giờ ta phải đổi thành chú Đại Bi, phải đưa qua nhạc, đưa tiếng Phạn rồi nghe nó là nghe du dương vậy mà nó cũng không thuộc luôn. Tại vì sao vậy? Vì nó không có tính bắt buộc.
nó không có tính gọi là làm cho mình phải gọi là bị bức bức não, mà nó có tính tự giác. Và làm thế nào để mình có thể thuộc được một bài kinh, thì trong này chúng ta cũng có hiểu được là lời Phật dạy là nếu mà khi các Phật tử vào kinh Bát Đại Nhân Giác là 8 cái điều giác ngộ của bậc thượng nhân hay gọi là của bậc giác ngộ, thì trong đó có câu đầu tiên là thế gian vô thường. Đây là cái mà Đức Phật đã giác ngộ để thấy được cái thế giới này, mà Ngài được trở gọi là một người tỉnh thức. Thế gian vô thường, bất độ, nguy thí. Nguy thí là gì? Là giòn mở. Quốc độ nó có hai tính cách, nghĩa là vừa xã hội mà vừa kể cả nền tảng chế độ chính trị. Không có gì là muôn năm cả. Giống như ngày hồi thầy còn nhỏ, thầy đi vào cờ, hồi đó lớn cũng 7-8 tuổi là tới giờ mình đã vào cờ là bắt đầu đứng trước cờ là còn hát cái bài Toàn Dân Việt Nam Nhớ Ơn Gì. Ngô Tổng thống muôn năm mà mới hát được có 2 năm mà. Mới hát được có 2 năm tới năm 63 thì không còn muôn năm nữa. Đó, cái chế độ nó giống như vậy. Cái chế độ từ nền đệ nhất Cộng Hòa tới đệ nhị Cộng Hòa rồi mình thấy rồi, nó không có gì nữa là bền vững hết trơn á. Không có gì bền vững cả. Kể cả cái chế độ mình gọi là Cộng sản là cái ghê gớm nhất á, các vị biết là cả một cái khối của Liên Xô đó, chiến tranh lạnh với Mỹ bao nhiêu năm. Rồi cái là từ qua Gorbachev rồi cái nó cũng bể chớp, nó sụp đổ, tới bây giờ nó chẳng còn gì trơn á. Rồi cả một cái bức tường ghê gớm, gọi là bức tường của Đông Âu xây dựng giữa cái là bây giờ mình gọi là Tây Đức với Đông Đức, nó cũng sụp đổ hồi nào tôi cũng không hay nữa. Tại sao vậy? Gọi là bức tường Bá Linh nổi ô nhục. Và điều đó để cho mình thấy rằng cái từ ở đây trong đạo Phật dạy rất rõ là quốc độ nó nguy thí, tức là nó giòn bở. Và tứ đại khổ không, bản thân của mình là tứ đại gồm đất nước lửa gió, bên ngoài đất nước lửa gió là khổ không, rồi ngũ ấm vô ngã, không có một cái tự ngã thường tồn. Thấy bây giờ nó là nói vậy ngon lành vậy, nhưng một lát nữa trở thành nữa là tôi gọi là ô hô nhất nhất đáng vô thường dạng sự hưu, tức là mới sống đó rồi trở thành người con số không thôi. Cho nên vì vậy mà cái bài học cái vào đầu tiên để cho mình thấy rằng chính Đức Phật vì tuệ giác Ngài thấy được cái chỗ như là thay đổi, không có vô chủ, không có là thực sự là một cái chủ thể, nên gọi là sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ. Và tâm thị ác nguyên, hành vi tội tổ như thị quan sát thì tiện đi sinh tử. Đó là cái câu đầu tiên trong cái bài học này. Bây giờ mình chỉ lặp lại thôi. Lặp lại để làm gì? Lặp lại để các vị thấy rằng cách đây vài năm, khoảng chừng 2-3 năm gì đó, thì chúng ta trong cái những ngày cuối năm thì chúng ta đã chứng kiến cái cảnh gì? Cái cảnh của tsunami của Nhật Bản, tức là những cái quốc gia có những cái nền văn minh cao, có những dự báo trình độ mà người ta đó là đã chuẩn bị rồi, nhưng mà đến chừng khi sóng thần rồi thì không có cái gì có thể chịu đựng nổi cả. Sóng lên cao từ 20 thước thì cái gì mà chịu cho nổi. Rồi bây giờ đó, cách đây khoảng chừng 8 ngày hay 10 ngày gì đó, lúc mà thầy đang ở bên Mỹ đó, thì Philippines nó là hứng chịu cái trận gì hải yến, tức là hai gen đó. Thì cái hải yến đó là một cái cơn bão gọi là siêu bão rồi. Và khi mà siêu bão đó nó có thể đổ vào đất liền, đôi khi nó lên tâm bão lên tới 300 mấy chục cây số giờ, với sức gió đó là cỡ như cái chùa mà kiên cố như này cũng không có thể nào tồn tại nổi. Những chiếc tàu mà bằng sắt á, mấy chục ngàn tấn nó rinh nó thảy lên bờ, huống hồ gì mà cỡ cái công trình xây dựng như mình thấy là chắc chắn lắm, nghĩa là ngàn năm kiên cố, không ăn chung gì với cái sức tàn phá của gió hay gọi là của nước cả. Cho nên cái trận mà bão vừa rồi đó ở Philippines, nó là tàn phá cái tổn thất không á, là nó tính ra từ 20 tỷ trở lên. Và các vị biết là 20 tỷ đô la đối với quốc gia nghèo như Philippines là đảo quốc, nó rất là phức tạp và bấn loạn, nghèo khổ tội nghiệp lắm. Cho nên chúng ta có cái dự trù là sẽ kêu gọi của những người Phật tử hảo tâm để mình sẽ giúp đỡ cho Philippines. Lát mình nói sao. Ở đây mình muốn nói rằng cái câu được định nghĩa rõ ràng là cái Đức Phật chứng thật cái như thị đó là gì? Là quốc độ nguy thí, nó giòn bở, thấy nó kiên cố đàng hoàng ngon lành, một thành phố nữa là của Philippines như vậy đó, chỉ trong vòng một ngày rồi là nó trở thành một cái bình địa thôi. Và làm thế nào để người Phật tử chúng ta có thể cảm nhận điều đó nếu mình không có học? Và khi mà cái trận bão nó hải yến nó thổ qua Philippines rồi thì nó có nhiều cái chuyện mà để người ta so sánh. Nó quá nghèo khổ cho nên con người nó nghèo đói, các vị biết là
nó ngồi nó chờ đợi những đứa trẻ con nó đói, nó cái gì nó cũng ăn được, cái gì nó cũng lượm được hết trơn. Rồi những người lớn thì tạo thành gì, là cướp bóc, cướp bóc luôn, kể cả nó là của những cái đoàn đi quỷ lạo cũng cướp bóc, của chính phủ cũng cướp bóc, rồi của người dân cũng hôi của. Để cho mình thấy rằng cái khi cái nền văn hóa, tức là cái tuệ giác nó kém á, mình gọi là văn hóa kém á, thì con người không có thể nào đó là có thể làm chủ được cái lý trí của mình. Người ta so sánh với Nhật Bản, khi mà Nhật Bản bị cái trận đó là tsunami đó, tức là cái trận đó là lớn lao như vậy đó, chết cũng mười mấy hai chục ngàn người như vậy đó, nhưng mà người dân thậm chí con nít nó sẵn sàng đứng sắp hàng và sẵn sàng nhịn để cho người khác ăn, không có tranh giành mà làm cho cả thế giới phải cúi đầu. Ngược lại cũng một quốc gia của nó là Đông Nam Châu Á, tức là Philippines, vì người ta cái trình độ, cái nền văn minh và cái sự giàu có để đưa cái nền văn minh nó cao vậy đó, không có đủ, cho nên con người nó trở thành nó là loạn lạc. Nhưng mà với mình nói rằng may là mình thấy Philippines, nhưng thật ra là về Việt Nam mình sẽ giống như vậy. Tại vì cái trình độ văn minh, cái nền văn minh hay gọi là cái nền tuệ giác văn hóa của mình nó vẫn còn bị được gọi là thấp kém. Cho nên bây giờ mới sinh ra những chuyện như là thấy xe người ta lật rồi, thay vì giúp đỡ người ta đưa tới bệnh viện, xe người ta lật thì bắt đầu vô nó giành nó lấy của hôi của, nó là xe bia thì rinh bia, xe dưa hấu rinh dưa hấu, còn ai chết thì thán chịu, cái người chủ thì coi như là đó là chết thảm thương vậy, không ai để ý, nên chỉ lo vấn đề là cái bằng trên xe đổ đồ xuống là nó chia của. Thì cái nền văn hóa của mình nó không phải là tệ, nhưng mà do mà các bằng cái con người được học, được hỏi, được nâng cao cái nền văn hóa. Giống như bây giờ mình nói là khi mình ở nước Úc rồi, mình trở về Việt Nam, ta hỏi rằng bao lâu cái quốc gia Việt Nam mình mới có thể ngang tầm với cái trình độ văn hóa hay gọi là đời sống của Úc. Nó 100 năm, nhưng mà Việt Nam 100 năm cũng không đi tới được. 100 năm mà giáo dục cho nó là cái bằng kiên cố thì mới có khả năng là theo kịp thôi. Tại vì khi ngay khi mà người ta trưởng thành và người ta nhỏ hay là người ta học hỏi là người ta đã có một cái nền văn hóa, có một cái nhìn về thế giới, về xã hội, cho nên khi nó xảy ra chuyện gì đó thì người ta mới có thể ứng phó, chứ không phải là đợi tới khi nào mà trận bão đến rồi mình mới so sánh rằng tại sao Philippines lại loạn lạc, con người trở thành là hung dữ, những cái đoàn cứu trợ Liên Hiệp Quốc cũng bị tấn công, bị cướp. Tại vì ngay bản thân khi nó chưa có nền văn hóa và nó loạn lạc thì lúc chưa có bão là nó đã loạn lạc rồi. Và cách đây khoảng chừng mấy năm trước á, khoảng chừng 7 năm á, thì thầy cứ đi về Quỷ Lào với lại các Phật tử mình ở cái thành phố biển, ngoài Long Biên á, thì các vị biết là khi mà cho bao thơ không á, là nội mà người ta lấn vô rồi người ta nói tại sao là phát cho người này không phát người kia, người ta lấn vô tới nỗi là cuối cùng mình phải mau mình cuốn lên xe mình chạy. Mình là người cho mình chạy, nếu mà chạy rồi các chị biết mấy người mà không được bao thơ họ bao xe đâu ôm rượt theo, trời ơi kinh hồn vậy đó, giống như là coi trên trong phim vậy đó, trời ơi dễ sợ quá. Mà các chị biết không, cái bao thơ chỉ có 100 ngàn, tức là bằng đây có 5 bạc à. Rượt theo chạy theo cả 5-10 cây số vậy để đòi cái bao thơ cho được. Cho nên khi mà mình cho, mình cũng cảm giác thì mình là tội lỗi. Mình thấy mình sợ quá, không biết là mình có nên cho hay không. Tại vì người ta có thể, giống như ở Ấn Độ vậy, cái nền văn hóa khi mà bây giờ nó nghèo quá, nó thiếu cái văn hóa. Nếu mà chỗ nào mình cho tiền, mình có thể bị tấn công và có thể gây nguy hiểm cho mình. Chạy tới nỗi là cái nhiều Phật tử là cho tiền chạy lên xe không kịp á. Còn Việt Nam mình đó là người ta chạy xe chạy rồi đứng đưa dò cho bánh xe nó chạy đi, cản đường đó là không cho chạy. Nếu mà muốn thì cán vô cái giò đi để lấy nhiều, lấy có 100 ngàn, 100 ngàn là cái 5 bạc đó. Đó là vì lý do là cái nền văn hóa ở đây mình trong đạo Phật, cái nền văn hóa đối với mình thì mình gọi là nền văn hóa cái trình độ và cái gọi là tu dưỡng của đời sống. Để trở thành một cái người như quốc gia của Nhật Bản đó, thì nó đòi hỏi cả 100 năm người ta mới có thể làm được. Từ cái thời cái là Minh Trị Thiên Hoàng đưa cái Phật giáo, đưa cái tư tưởng Kinh Pháp Hoa vào cái đời sống của dân Nhật, cho tới bây giờ đã tạo thành một cái nền mình gọi là cái bằng Samurai hay gọi là cái nền võ sĩ đạo của Nhật Bản cho tới bây giờ. Không phải là chỉ có 1 năm hoặc 10 năm, mà hàng trăm năm, hàng ngàn năm rồi tạo thành cái hùng khí của dân tộc Nhật. Còn Philippines là một cái đảo, mình gọi là một cái đảo nó lộn xộn á, nó nghèo đói, nó bị thôn tính, rồi nó bị là những cái quốc gia khác kiểm soát. Do vậy
Chính chúng ta cũng phải nhận thấy điều đó. Và vì vậy tại sao khi mình học cái từ gọi là trí tuệ là căn bản để hóa giải vô minh, thì đối với đạo Phật cũng vậy, người học Phật đầu tiên phải đem cái trí tuệ, đem cái tuệ giác làm chính. Nếu mà mình đi chùa lâu hoặc mình tu ở nước chùa lâu mà mình không có trí tuệ thì càng ngày nó sẽ càng đưa đến con đường của vô minh và càng tệ hại nữa. Chứ không phải là nói rằng khi mà mình đi vào trong chùa hoặc mình trở thành nhà sư hoặc mình trở thành người xuất gia rồi là mình có trí tuệ đâu. Trí tuệ nó phải có từng lớp, từng bậc và nghiên cứu trên phương diện nào để tạo thành cái nền tảng trí tuệ. Cũng giống như một quốc gia vậy. Thì học trò hoặc là mấy đứa nhỏ nó phải được giáo hóa, giáo dục từ ngay khi bắt đầu nó sinh ra. Và con người ở xứ sở này họ phải thực tập những cái nền nó văn hóa, không phải là cấp bậc, không phải là cái bằng cấp, không phải là cái người nghĩa là có bằng master hoặc là bộ trưởng gì kia. Tùy các vị biết là ở Việt Nam trong khi bây giờ cái nền văn hóa nó đưa đến là bây giờ làm master hay bộ trưởng nhiều khi đi xe du lịch ngon lành vậy rồi cái chạy dọc đường ngừng lại cái đứng chỉa vô rồi tái đường. Cái nền văn hóa nó đưa đến đó. Bây giờ cái là xe du lịch thấy ngon, tức là thấy là ông lớn bà lớn ngon lành vậy nó ngừng lại thôi, cũng tự nhiên không cần ai biết ra hết tiểu thì như vậy là không phải là không có học, không phải là không phải là nhà giàu, nhưng mà cái gì cái nền văn hóa mới là cái thực tập, và đồng thời đó là mình không có giáo dục được gì. Không có ai mà có thể là nếu muốn được vậy người ta phải có một cái nền tảng cái thực tập từ đầu. Và làm thế nào để cho người ta không có nghĩa là ăn trộm ăn cắp hay là không có tham. Các vị biết là tham nó cũng khởi sinh từ những cái hành vi rất là nhỏ. Mình chỉ trông mong là ai đó nghĩa là bỏ quên để mà mình lấy, mặc dù là mình không có trực tiếp lấy là nó cũng khởi lên từ cái tham đó. Húng hồ gì mà khi đói rồi là cái bằng nó là dưng để mà sống, thì con người sẽ trở thành là không kiểm soát được lý trí, không kiểm soát được hành động của mình. Nếu đối với đạo Phật á, thì con người cần cái gì? Con người cần nghĩa là phải có cái sự nghĩa là tuệ giác để chuyển hóa được cái vô minh, hay gọi là chuyển hóa được cái ngu si đó, thì mình có thể là đưa đến được sự giải thoát giác ngộ. Nên cái bài này, cái câu này nói thế này: ngu si á là sinh tử. Ngu si là sinh tử, tức là nguyên nhân đưa đến con đường sinh tử là do ngu si hay gọi là vô minh. Bồ Tát thì thường niệm, trái lại Bồ Tát là người giác ngộ. Bồ Tát còn được gọi là giác hữu tình đó, là thường niệm, là thường nhớ nghĩ, thường sống trong cái ánh sáng, trong sự tỉnh thức đó. Cho nên quảng học đa văn, quảng là rộng rãi, quảng bác, quảng học đa văn, tức là học nhiều, nghe nhiều và tăng trưởng trí tuệ, thành tựu nguyện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Tức là đưa đến cái con đường gì? Con đường là hạnh phúc lớn, gọi là tất dĩ đại lạc. Giáo hóa nhất thiết là nếu mình giúp đỡ tất cả mọi người bằng cái tuệ giác đó thì đưa đến cái sự hạnh phúc lớn. Còn ngược lại, cho dù mình có ở trong hình ảnh nào, trong quốc gia nào mà mình không có được tuệ giác, mình không có giúp đỡ người khác bằng con đường tuệ giác, cuối cùng rồi đó thì cũng đưa đến sự khổ đau chứ không phải là hạnh phúc. Đây là cái nội dung chính của cái bài kinh hôm nay. Cho nên khi mà học Phật á, đầu tiên là các vị biết là người ta cũng hay cảnh báo giác mình là nếu mình học Phật á, mình học nhiều quá, thiên về học nhiều quá thì mình sẽ rơi vào một cái chỗ là gì? Tri kiến chướng. Tri kiến chướng tức là chấp cái học của mình, chấp cái khả năng của mình. Cho nên là làm cái gì cũng để vô, tại vì tôi là đã từng đi học master rồi, PhD rồi, nhưng mà cái chỗ đó nó sẽ làm chướng ngại cho cái việc tu học của mình. Cũng giống như cái người mà tu hành á, mà mình nghĩ là mình đã đọc thông hết tất cả kinh sách á là nó tốt, nhưng mà mình càng đọc thông á thì có khả năng mình đưa vào con đường của sở tri chướng. Sở tri chướng. Cho nên chỗ này đó là các vị thấy rằng giống như mình nói ngu si á, ta tưởng ngu si là không có học, không phải là ngu si không học đâu. Ngu si nó có học nhưng mà nó bệnh hoạn. Ta gọi là tri thức bệnh hoạn mới gọi là ngu si. Các vị biết cái chữ Tàu rất là hay. Họ viết chữ si á là viết chữ gì? Ở dưới á là một chữ tri, tức là tri thức. Ở trên nó có một cái bộ che gọi là bộ ninh, là bệnh hoạn. Có nghĩa là tri thức và bệnh hoạn được gọi là si. Chứ không phải là mình nói là ngu si là người không có học đâu. Ngu si là vẫn có học, nhưng mà vì tham chấp hay là vì chấp mắc vào cái sở học của mình, tức là mình gọi là cái bằng tự hào, tự đại, tự ngã trong cái chữ học đó thì sẽ biến thành ngu si.
Chứ không phải nói rằng nói khi nói rằng thầy nói con ngu si là con hù gạt mí đâu. Bây giờ mình có thể học đến đại học nhưng mà mình dướng vào sở chấp và mắc vào sở chấp, đau khổ trong sở chấp đó, không có tuệ giác thì được gọi là ngu si. Cho nên yếu điểm này thì chúng ta phải lưu ý, bởi vì nếu khi mình học học Phật mình thấy rằng giữa chữ si nó có chữ ti và ở trên nó là bộ nạch, như vậy thì đưa đến chữ là bình hoàng. Thì bây giờ trong cái ngu si về kiến giải chúng ta có 5 cái. Chúng ta có 5 cái. Thứ nhất là gì? Thân kiến, bi kiến, rồi tà kiến, rồi giới thủ kiến, rồi kiến thủ kiến. Tức là mình gọi là kiến thủ và giới cấm thủ. 5 cái đó ai cũng có thể khả năng rơi vào trong tình trạng đó. Mà nhất là những người xuất gia ngày xưa vậy, họ rơi vào những cái trường hợp nghĩa là một trong cái đó. Chẳng hạn như nói rằng là linh hồn sẽ tồn tại. Ngay cả bây giờ lâu các vị coi trong internet thì nói rằng là người ta mới chứng minh rằng cái đài CNN, những cái đài của Mỹ chứng minh rằng linh hồn tồn tại bất biến bởi vì nó đi đầu thai. Nhưng mà thật ra cái đó là một trong những dạng của gì? Là biên kiến chứ không phải là cái bằng chánh kiến. Vì như vậy là khi người ta nói rằng cái linh hồn con người thì nó mãi mãi là con người, linh hồn con thú là con chó nó mãi mãi là con chó. Nhưng mà đối với đạo Phật không phải là như vậy. Đối với Phật giáo là con người hay là con vật, tất cả mọi chúng sanh nó đi một cái recycle trong cái vòng luân hồi. Và do cái chấp mắc, do cái thủ dữ của nó, khi nó dướng vào một cái thế giới nào thì ngay lúc đó cái thức nó sẽ biến dạng thành cái hiểu biết của thế giới đó. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà mình làm những lỗi lầm hoặc là nghiệp chướng nhiều quá rồi mình nghĩa là vừa bước ra khỏi cái thế giới này, tức là thế giới của tứ đại này đó, mình rơi vào một cái thế giới khác thì mình chui vào một con chó thì mình ra. Mình ra thì mình sẽ làm gì? Sẽ sủa. Tiếng nói của mình là gâu gâu. Thức ăn của mình là gì? Thức ăn của mình là những thức ăn cho chó. Chứ nếu mà mình coi trong quyển đó là con chó quá kiếp đó, thì mình mới thấy rằng cũng là một cái bộ phim mà của Mỹ nó nói về luân hồi. Một cái người tài xế lái xe chạy thật nhanh rồi có hai chiếc xe va chạm nhau, anh này vừa đụng chết xong rồi các anh xin về thành con chó. Xin là con chó. Bắt đầu con chó nó đi về nhà, nó mở cửa, nó kéo cửa, rồi nó kéo mình lại cho nghĩa là người chủ của nó, tức là vợ của anh hồi xưa. Nghĩa là con chó nó quá kiếp như vậy, có nghĩa là không phải linh hồn nó tồn tại theo cái dạng người ta tưởng rằng là linh hồn thú là thú, linh hồn người là người, cỏ cây là cỏ cây. Nhưng mà trong tất cả mọi thứ đều có sự tiến hóa trong cái vòng recycle hết. Cho nên nếu mà người nào chấp nhất định là linh hồn là con người phải tồn tại là con người thì cái đó gọi là biên kiến. Rồi kiến thủ, rồi giới cấm thủ. Kiến thủ tức là những cái năng lực, những khả năng hiểu biết mình cho mà mình là gì? Mình là master, mình là PhD, mình là dân nữa là có học, rồi dân ra trường, dân này kia đó. Tất cả những cái đó mà mình gọi là bảo vệ cái kiến thức của mình thì nó rơi vào được một kiến thủ. Cho nên trong năm cái này đó là đó cũng thuộc về dạng của tri thức mà mình quản. Cho nên đó là rơi vào cái loại kiến giải. Rồi cũng có loại nữa là ngu si đó, mà ngu si về tư tưởng. Hai cái nó khác nhau, mình thấy là giữa cái kiến giải và cái tư tưởng hai cái nó khác nhau. Kiến giải là những cái mình học để mà mình được, để mình biết, cho nên mình phân bài gọi là tri thức của kiến giải. Còn tri thức của tư tưởng hay là cái bằng bệnh hoạn của tư tưởng, nó có sẵn trong người mình là gì? Là tham, là sân, là si, là kiêu mạn, là nghi hoặc. Cái đó không ai dạy hết, không cần học, tự nhiên á cũng tham. Chứ đâu có ai kêu mình tham đâu. Vậy mà đến dần khi nghĩa là mình vì mình không kiểm soát, mình không có tuệ giác, mình không có giải được rồi á, thì lớn lên tự nhiên tham. Cũng như là cái chuyện mà mình nói rằng chuyện tham mà tham dục đi, chuyện tình yêu, chuyện vợ chồng có ai giải đâu. Mà tới hồi tới hồi là tới lúc mà tự nhiên vậy á, tự nhiên cái nó hơi nghĩa là con nít mà nó lên chừng 12-13 tuổi nó buồn buồn vui là bắt đầu nó tự nó sẽ trở thành một vấn đề đó. Thì những cái đó nó mang dạng gì? Nó mang dạng nghĩa là của tham ái, của si mê, mà nó là gì? Nó là những cái nằm ở trong cái tư tưởng của chúng ta. Và cũng phải có để quá giải. Khi nào mà quá giải được những cái đó, dùng tuệ giác mà quá giải được những cái bình hoạn đó thì chúng ta mới có khả năng nữa là đạt được nữa là tất chỉ đại lại, tức là làm lại lợi ích cho mọi người khác. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần thứ nhất, tức là chỉ riêng về một cái lòng ham muốn thôi. Tức là tham thôi. Làm thế nào để giải quyết những cái tư tưởng của chúng ta nếu mà chúng ta không có tuệ giác? Thì chắc chắn là các vị biết là người ta nói rằng một cái quốc gia nào mà bị ngu dân, mị dân, tức là dân chúng nó quá ngu, tức là người ta không có cho dân chúng nó học đủ
Cho nên người ta mới nói là đàn áp con người bằng cái gì? Bằng cái chính sách của ngu dân, của mị dân. Trong đó một cái quốc gia hiện nhất bây giờ là gì? Là Bắc Hàn. Nếu mà các vị đọc báo, các vị mới thấy rằng cái người ở Bắc Hàn đó là họ không biết gì ở ngoài cái đất nước họ trơn á. Ngay cả một cái quốc gia bên cạnh đó là giàu sang như vậy, mình đứng bên biên giới mình dòm qua mình thấy bên kia nó nghèo nàn, nó rách rưới tả tơi vậy đó. Nhưng mà người dân đó họ thấy rằng họ rất là giàu có, rất là hạnh phúc, bởi vì có lãnh tụ lo cho họ. Còn những cái người ở ngoài đất nước ngoài là nghèo khổ vậy lắm, không có gì hết trơn. Họ bị bưng bít toàn bộ những thông tin về hiểu biết, về kiến thức, về trình độ. Cho nên vì vậy họ chẳng biết cái gì chân. Họ không biết rằng ngay cả anh em ruột thịt của họ, tức là giữa Nam Hàn và Bắc Hàn cách nhau một trời một vực vậy, họ cũng không biết nữa. Thì như vậy cái chính sách đó gọi là chính sách của ngu dân. Để trị gì? Đưa đến cái trình độ mà dân trí họ chỉ biết nữa là khi mà lãnh tụ nữa là khóc chết rồi đó, trời phải khóc, khóc như là đưa đám ma vậy. Mà người nào khóc là có tội. Cho nên nó trở thành là một trong những cái khóc đó là thuộc về mình gọi là gì? Hậu chứng. Cho nên vừa nghe nghĩa là lãnh tụ mà khóc, nó nằm ngoài đường quỳ xuống khóc hù la giống như là ông nội bà cố bà đời rồi là gì chết vậy đó, đau thương lắm. Nhưng mà nghĩa là khóc đó, khóc càng nhiều chừng nào thì càng có giá trị chừng đấy. Nếu không khóc thì gì? Không khóc thì sẽ bị ghi vào vậy, rồi bị đày hoặc là sẽ bị cắt lương. Cho nên vì vậy khóc nhiều chừng nào thì lương có thể cao hơn chừng đấy chút xíu nữa. Nó trở thành nghĩa là chế độ khóc chính trị. Cho nên vì vậy mình mới thấy rằng nếu mà mình sinh vào một quốc gia vậy thì tội nghiệp lắm, mình không có được tự do. Trong khi Phật giáo là con đường của tuệ giác, cho nên người Phật tử đến chùa mà không học được tuệ giác thì tội nghiệp lắm. Tại vì đạo Phật là con đường của tỉnh thức, mà mình đi chùa mà mình mê vậy thì mình đi chùa làm gì? Nó không có lợi gì đó. Tại vì sao? Chính vì vậy mà cái chủ trương của Thiền viện Minh Quang chúng ta là gì? Là hoằng pháp, là văn hóa, là giáo dục. Không đặt nặng vào tín ngưỡng. Bởi vì trong cái từ, ba cái từ mà các vị thấy là văn, tư và tu. Chữ văn ngày xưa đó là cái thời kỳ của Đức Phật và những cái vị tổ là người ta không viết thành văn bản như bây giờ. Cho nên cái người học trò phải lắng nghe cái chừng đó là Upanishad hay là áo nghĩa thư đó, tức là quỳ bên gối của thầy. Nghĩa là người học trò phải nghe truyền đạt cái tuệ giác từ người thầy qua cho người trò. Cho nên trong cái chữ văn của Tàu nó có bộ gì? Bộ nhĩ. Tức là có lỗ tai. Mà khi mình lắng nghe như vậy đó, thì khi mà chúng ta lắng nghe, khi mà cái lắng nghe của mình văn nó tạo thành trí tuệ, mình mới có niềm tin. Chứ không có bao giờ được để là tin mà không có văn cả. Giống như mà mình đến chùa mình nói là mình tin Phật, tin chùa, tin thầy, tin đạo, nhưng mà mình không có văn, không có hiểu biết, không có tự giác thì mình sẽ bị lừa gạt, sẽ bị dối gạt. Và thậm chí có nghĩa là người ta dẫn mình đi sai đường mình cũng không biết nữa. Người ta bày cái gì ra mình nghe mình cũng cứ gì tin thôi, tại vì nghĩa là thầy nói là thầy là số một, là chẳng lẽ thầy nói sai. Vì sao vậy? Là vì mình không có đa văn. Trong nguyên tắc đầu tiên chữ văn á, rồi mình mới sinh được trí tuệ, mình mới có niềm tin. Vì chỗ đó mà Đức Phật nói rằng niềm tin là cửa của để cho người ta vào trong biển Phật pháp. Nhưng mà trước khi có niềm tin thì người ta phải có đa văn, người ta phải nghe rõ ràng, phân biệt rõ ràng rồi thì người ta mới tin. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sau khi mình văn rồi đó thì mình mới bước qua một bước giai đoạn thứ hai là tư. Tư nó cũng sanh tuệ. Từ cái chỗ tư sanh tuệ rồi đó, mình mới quyết định là con đường của gìn giữ giới luật. Rồi cái thứ ba nữa là cái bằng tu sanh tuệ, là từ cái chỗ là tu mình ngồi thiền, mình nghĩa là trì chú, mình niệm kinh rồi, những cái đó nó mới sinh ra tuệ giác của mình. Ba cái đó con đường đó gọi là của giới định tuệ, là con đường căn bản của người học Phật. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái người học Phật á mà không có nghe, không có chịu nghe, chỉ cứ nói rằng là tôi chỉ làm phước thôi, rồi đến chừng khi mình làm phước mà nó không có được kết quả thì bắt đầu mình sinh phiền não. Cũng như mình cầu mà không được đáp ứng thì mình sinh phiền não. Chứ là cứ nói tôi cứ cúng dường, là tôi cứ tin chùa tôi cúng dường, đến chừng cái bữa sau có việc gì xảy ra nó rằng trời ơi, hồi đó giờ tôi không biết, tôi tốn không biết bao nhiêu tiền ở cái chùa này. Cho nên từ đó mình trở thành người là bị dối gạt và bị khổ đau. Cho nên chỗ đó mà gọi là văn không có thì tư duy cũng có. Và nếu tư duy không có thì mình không thể đạt được cái vấn đề thiền định chân chánh. Cho nên ở đây cái bài này đó, là cái căn bản của bài này là khuyên giải người Phật tử rằng nếu mình muốn hóa giải được vô minh, hay là mình đem được cái lợi lạc đại lạc cho quần sinh đó,
Thì các vị thấy rằng Đức Phật đã đưa ra một cái định đề rất rõ ràng: di tuệ thì nghiệp, chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp của người học Phật mà thôi. Ngoài ra không hề có một cái điều gì mà có thể gọi là dối gạt mình hết trơn. Khi mà thầy đi qua Mỹ vừa rồi đó, thì thầy đi giảng hai buổi, một buổi để bắt đầu đặt viên đá cho một ngôi chùa, buổi thứ hai là cái bằng khánh thành một ngôi chùa, tức là ăn vị Phật. Thì có nói một cái chủ đề là Đức Phật giữa chúng ta, đặt ra một câu hỏi rằng là làm thế nào để người Phật tử thấy được rằng Đức Phật trong chúng ta chứ không phải là Đức Phật ngoài chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta làm những cái điều gì lỗi lầm hay là chúng ta làm những cái điều gì xấu xa, chúng ta cứ nghĩ rằng là có một cái thế giới nào đó, có một cái quỷ sa tăng hay là có ai đó sẽ hành phạt chúng ta, đưa mình vào con đường của tổ lầm. Nhưng mà thật ra không, mọi sự ham muốn gọi là những con quỷ dắt dẫn mình nó cũng ở trong con người của mình, và nếu mình thành Phật cũng chính con người của mình, chứ không hề có một cái người thứ hai. Đó là Đức Phật giữa chúng ta. Rồi bây giờ có một Phật tử đặt câu hỏi rằng tại sao mà mỗi ngày đó con thường niệm Phật rất là tinh tấn, nhưng mà đêm nằm mơ xong rồi cái đi vô thì vô chùa thấy chùa có thầy có này kia, không có Phật. Như vậy là sao? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa rằng đó là mỗi ngày bình thường là niệm Phật rất là tinh cần, rất là chuyên trì, nhưng mà tối ngủ nằm mơ thấy bị ma hoặc bị gặp những chuyện tai nạn á thì niệm Phật không có linh, không thấy ma nó còn cứ tới hoài, mà coi như nó đưa cái mặt tới mà trong khi mình niệm Phật nó cứ tỉnh queo à. Rồi hỏi sao? Thì dĩ nhiên là hỏi thầy trị, rồi thầy đâu phải thầy pháp đâu mà trị mấy con ma. Quý vị ở trong này có chỗ ngồi này, muốn vô thì ngồi, để không có chỗ ngồi. Thì bây giờ đó chúng ta sẽ thấy rằng cái ý niệm đó, đầu tiên đó, thầy nói cho các Phật tử biết rằng đạo Phật là con đường đến để mà văn xong rồi, nghĩa là để hiểu được, để mà tin tưởng, để mà tu tập, chứ không phải đến để mà thấy, chứ không phải là đến để mà tin. Cho nên thật ra là khi chúng ta nghe một câu là đời không như là mơ rồi, cho nên đời thường như chết mộng mơ, trong khi ngay khi chúng ta đang sống là chúng ta đã mơ mộng rồi, chúng ta mở mắt chúng ta đã trong cơn mơ rồi. Và Đức Phật là chỉ dạy con đường của hiện thực, của hiện sinh, của giải trừ khổ đau, cho nên không hề giới thiệu chúng ta vào con đường đó là đã mình tỉnh rồi mình còn làm sai, mình tỉnh mình còn nói sai, và mình tỉnh mình còn làm những chuyện đó là bất thiện, huống hồ trong cơn mơ. Ở ngoài còn không có Phật thật để cho mình tìm nữa. Mình vào trong chùa muốn tìm một cái vị Phật, thật ra là Phật ở trong lòng của mình, Phật ở trong tâm của mình. Tâm tưởng Phật từ lòng thành có Phật rồi, thì huống hồ vậy tại sao lúc mình sống mà ngày mình vô trong chùa mà mình, nếu mình không tu hành đúng là mình đã làm sai rồi. Huống hồ trong giấc mơ mà mình tìm Phật nữa. Ở ngoài tìm Phật còn không có, mình nói trong giấc mơ nên làm sao mình tìm Phật cho có được. Cho nên nếu ở ngoài mình bị những cái loại mà ma quỷ ở trong lòng của mình nó lôi kéo, nó làm cho mình tham lam, sân giận, rồi si mê. Rồi bây giờ nghĩa là mình nói rằng nếu mà mình niệm Phật hay là mình hiểu được đạo Phật con đường tỉnh thức, mình mới quá giải cái tham lam, sân giận, si mê đó, thì lúc đó Phật có mặt. Chứ làm sao mà cái là mình còn ngủ trong giấc ngủ trong mơ nữa, mà mình nói nghĩa là cái bằng mình niệm Phật, niệm cho tới nghĩa là Phật đến rờ đầu mình. Lần trước thầy nói nó có một cái đạo hữu niệm Phật quá trời tha thiết, nó niệm Phật nó là thấy Phật tới rờ đầu này kia rồi. Nó chừng mở mắt rồi thấy ông xã trời ơi, sao ông rờ tôi, trời tôi thấy mà nói nhảm quá trời, đổ bộ hồn tưởng nó bị cảm xúc, nó trời tôi đang mơ thấy con lành Phật mặt đẹp tới rờ tôi, ông rờ làm tôi hết hồn, bây giờ ra tôi vô nó lại kiếp Phật bây giờ nó bị sốt cho nên nằm mê sản cái niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, thấy Bồ Tát tới rờ đầu cái mát dịu, giờ mở mắt là thấy ổng giọng nó đang thấy Phật. Chuyện nó như chuyện như đùa, nhưng mà chuyện nó có thật. Tại vì ngay cả khi chúng ta mê sảng, chúng ta cũng thấy vậy mà. Ai sẽ lo chúng ta bây giờ? Những người thân yêu chúng ta là cha, là mẹ, là vợ chồng lo cho mình. Chứ mà rồi trong lúc đó mơ mà mình còn nói rằng mơ mình niệm Phật, mình thấy đó là ma nó rượt rồi, bây giờ niệm Phật nó không có linh. Bây giờ ngay bên ngoài, lúc mình sống ở bên ngoài mình đã niệm Phật không linh, mà tại vì sao vậy? Mình không hiểu Phật là ai cả. Phật là tỉnh thức và Phật ở giữa chúng ta, chứ Phật bên ngoài chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta làm những chuyện tà phệ tội lỗi là mình giống như là những người có tướng, mà nói là tướng tự sanh tâm sinh, mà tướng từng tâm, tâm diệt hữu tâm vô tướng. Cho nên nếu bây giờ nó tâm mình nó bất tịnh, nó là nó sinh ra những chuyện bậy bạ thì nó trở thành xấu ác rồi. Cho nên ngay lúc đó là không có Phật rồi, thì làm sao mình cầu được? Thực tế nó không có Phật mình cầu không được, thì làm sao trong giấc mơ mình cầu có thể có Phật được, mà mình còn tìm. Cho nên chính vì vậy mà người ta đã hiểu lầm rồi đó. Thành ra câu hỏi đó nó trở thành cái là vô nghĩa.
Và nếu mà khi mà chúng ta hiểu được đó thì chúng ta mới thấy rằng ngay khi mà tập quá giải nó mới có tuệ giác để làm cho người ta không tham, là người ta đã khởi sự ngay trong hành động mỗi ngày bây giờ. Và các vị thấy rằng bây giờ trẻ con bên này nó giáo dục bên Úc á, đôi khi mình thấy rằng mình tính cái gì mình ăn gian, mình làm kia, mấy đứa nhỏ đó nó không được, làm cái đó ở đây là không được, tại sao là mình phải ăn gian vậy, nó không cho. Tức là nó đã được giáo dục ngay trong khi bắt đầu nó còn nhỏ, nó tập vậy. Không ai xa lạ, bây giờ thầy nói rằng như Thiện Châu là thầy nói để đi Tây Úc phụ với thầy, thầy mua vé cứ nhất định đem tiền tới trả, rồi cuối cùng thầy nói không nhận tại vì vợ bắt. Nhưng mà nếu mà có vợ bắt mà trả cũng được, bây giờ nếu không vợ bắt thì mình trả không? Mình cũng phải trả. Ý niệm mình như vậy, đó là bắt đầu từ những chỗ đó mình thấy rằng nó đơn giản vậy nhưng mà nó một vấn đề rất lớn. Tại vì ngày hôm qua đó thầy cũng ngạc nhiên nghĩ rằng trong thế giới này cũng có người tốt. Các vị biết sao? Mình mua đồ, thầy mua đồ, công việc thì mua đồ trên mạng, trên eBay, trên net á. Thì mua đồ xong rồi đó, mình trả tiền xong rồi. Thì sáng mở máy là thấy người ta viết cái email tới người bán. Họ nói là thêm gì 20 đồng nữa, thì mình đọc tiếng Anh, tiếng U cũng bà chốt bà nhát, mình trả lời. Nó đã trả tiền rồi, giờ nó muốn thêm 20 đồng gì đó đây. Nhưng mà nó dừng đọc kỹ lại mới thấy là thiệt là ở thế giới này cũng có những người rất là tốt. Nghĩa là họ nói rằng trong cái eBay mình mua mình trả tiền á là express, tức là trả tiền nhanh. Bởi vì họ yêu cầu vậy. Đến giờ khi mình trả nhanh á là khoảng chừng 35-40 đồng để trả, họ gửi chuyển nhanh. Nhưng bây giờ họ ra bưu điện á, họ gửi thì bưu điện nó không nhận cái hàng đó, có cái battery của nó không nhận trong cái phát chuyển nhanh. Cho nên họ phải gửi thường. Gửi thường cho nên vì vậy mà họ còn lại 20 đồng, họ muốn mình cho một cái account họ để họ trả lại cái tiền nó vô. Mà phải mất thời gian, tức là xin lỗi với một cái thơ là gì, muốn trả lại 20 đồng cho mình. Thế giới này cũng còn người tốt vậy phải không? Chứ thiệt ra thì bán rồi thì bây giờ chuyển nhanh chuyển chậm thì miễn nó tới thôi. Miễn mình nghĩ rằng miễn nó tới thôi mà họ bớt được. Họ bớt được nhiêu? 20 đồng. Nhưng business của họ, họ làm cho mình cảm thấy rằng cái người này rất là xứng đáng. Xứng đáng. Tại vì sao vậy? Tại vì thiệt ra mình cũng không để ý tới chuyện đó, hôm nào bưu điện nó tới thôi. Nhưng mà lần này họ lại viết một email, họ nói rằng yêu cầu mình cho một cái account để họ bỏ cái 20 đồng nó vô nó lại, vì lý do là khi họ ra bưu điện á, thì bưu điện không có nhận gửi hàng chuyển nhanh mà có cái battery, tức là có pin ở trong đó, không có an toàn. Thành ra vì vậy mà họ gửi thường. Gửi thường thì nó bớt đi 20 đồng, cho nên họ muốn mình trả lời nghĩa là cái bằng as soon as possible, tức là sớm như nào tốt thì lấy để họ bỏ tiền vô. Thì nghĩ ở thế giới này cũng có những người tốt vậy. Nhưng mà các vị giống như là mấy đệ tử gửi đến nói rằng mấy người mà bán bàn gì đó không? Bán bàn thì cái móc luôn ở gia tài á, ông kia mua một cái bàn, tức là ông Maroc ở bên Connecticut á, ông mua một cái bàn của bà kia, bà kia bán cái bàn cũ, xong rồi cái bàn lớn quá ra không được cho nên ông tới ông tháo ra thì thấy trong nhiều cái bộ phận đó có một cái bình, và các vị biết mua cái bàn 150 đô mà tháo cái bình là 90.000 đô, bán cái bàn móc luôn 90.000 đô. Đến giờ khi ông gọi điện thoại nói cho bà chủ, bà mới nói rằng hồi đó bà mua cái bàn rồi bà ráp rồi bà để dành tiền vậy, giống như gia tài của bà vậy, để dành bao nhiêu năm được 90.000 đô, rồi bây giờ cũng quên, để tiền lâu đến mức độ quên rồi không biết mình giấu ở đâu, cho nên bây giờ mấy bà già đó phải hỏi lại, mấy bà nhét đủ chỗ tiền nhét rồi cái chừng quên lẩm cẩm. Mà nói tới bà già thì tới hiện tại vậy, nhiều khi tiền còn tự đưa thì kia thầy kiếm chỗ nào tiện hơn kính là để rồi cũng biết ngồi suy nghĩ không biết nằm ở đâu, không biết nó nằm ở đâu. Cho nên đó là các vị biết là cái đó mình ít tiền á, đâu có nhiều tiền đâu, còn cái này 90.000 đồng là một gia tài chứ phải không, một gia tài. Vậy mà ông này á, ông Maroc á, ông có nói sao? Ông nói là nếu mà Thượng Đế cho mình á thì không phải cho bằng cách này, cho nên là gọi điện thoại cái người chủ, ông trả lại cho người chủ, nghĩa là 90.000 đồng. Cho nên ở cái thế giới này, cái bà mà phải nhận được, chính nó mới biết rằng là ba không nghĩ rằng trên thế giới này nó cũng còn những người mà tốt như vậy. Cho nên bây giờ như mình á, mà nếu mà được tự nhiên nó tiền trên trời rơi xuống không? Nó mua được cái bàn rồi 150.000, 150 đồng thôi mà có được 90.000 nữa thì còn hơn đúng số độc đắc nữa. Mà nếu bây giờ mà nhiều khi mình lấy được rồi tới hỏi nó không có. Không có làm gì có chuyện 90.000 ở đâu đây? Cái đó là tâm trạng, tâm lý chung vậy. Mà thầy nghĩ rằng nếu mà mình không học, không được giáo dục từ nhỏ, đôi khi mình cũng vậy. Tới bây giờ mà mình nói là cái gì tự nhiên họ đem lộn đồ cho mình cũng cảm thấy mình được may mắn. Coi như là cái bằng trúng số, không tiền không cầu mà đến. Nhưng mà trên thực tế là với người xưa họ sẽ dùng cái từ liền nhân phi nghĩa thì gì? Là bất giao, vật phi nghĩa là bất thủ. Nếu mà cái vật đó là phi nghĩa, là không thực sự của mình, là mình không có giữ, không có nhận. Còn ở xứ mình là hay bị gạt,
Nhiều khi có đi nữa là rớt gì, rớt nó, trời ơi, ai làm rớt vàng này, rớt vàng trong bắt đầu đi coi, coi xong bắt đầu nữa là bán để chia hai. Vậy đó, rồi cái mình nghe vô cái mình cũng tham gia vô, rốt cuộc hết là đồ giả không à. Đồ giả rồi chia hai, thấy mình bị mất hết một số tiền như vậy đó. Đó là ở Việt Nam mình hay bị xí cái việc đó là gì? Là do mình tham. Đó là vật phi nghĩa rồi mình cũng tham. Rồi tự nhiên Việt Kiều gửi đồ về rồi cái kêu nữa là phải đóng tiếp bao nhiêu tiền để nhận vậy đó. Không biết cái Việt Kiều hồi hộp nào đâu mà gửi cho mình. Rồi cái mình cũng đi ký nhận đưa trước 5-10 triệu vậy đó, coi như người ta lấy tiền không. Thì đó là điều gì? Đều là cái nghĩa là mình không hiểu được cái vấn đề là cái tham nó liên hệ tới sự giáo dục ngay từ khi mình còn nhỏ. Nếu mình tập được cái đó rồi đó thì con người mình sẽ có tuệ giác, mình sẽ hóa giải được cái đó. Thì trong những cái mình gọi là năm cái gì, năm cái ngu si về tư tưởng, nó có là tham, là sân, là si, là kiêu mạn, là nghi hoặc. Những cái đó cần phải có tuệ giác mới có thể hóa giải được. Và vì vậy mà theo tinh thần của Phật giáo á, là Đức Phật có hết tất cả những thần thông á. Đức Phật có nghĩa là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Nhưng suốt cuộc đời 49 năm của Đức Phật chỉ có một cái thần thông được xài nhiều nhất, đó là gì? Là giáo hóa thần thông. Giáo hóa thần thông là gì? Là phải bán cháu hỏi đó, là phải đem tất cả những cái gì chi tiết sự thật về cuộc đời, về khổ, về con đường diệt khổ và đạo diệt khổ, nói cho từng người nghe, truyền đạt từng đệ tử đi từng ngõ ngách, đi từng con đường để nói cho họ biết về chân lý đó. Cái đó gọi là giáo hóa thần thông. Khi mà giáo hóa thần thông rồi, có được cái tuệ giác rồi, con người có thể thay đổi được. Cho nên ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, ngày A Nan, ngày Gia Xá, bất cứ người nào nghe được cái lời giáo hóa thần thông đó thì bắt đầu bỏ những con đường bất thiện, đi theo con đường thiện và trở thành A-la-hán. Cái đó gọi là giáo hóa thần thông. Cải tạo từ một con người phàm phu trở thành một người thánh, thì cái đó không phải là thần thông là cái gì nữa. Nhưng mà ngày nay đó, ngày nay những người xuất gia hoặc là những người học Phật mình đó, là ham thần thông lắm. Tu thì chưa được bao nhiêu năm, nhiều Phật tử mới tham gia 1-2-3 khóa thiền, nó trời ơi ngồi thiền thấy nhắm mắt lại cái giường thấy 2-3 cảnh giới, không biết cảnh giới gì, toàn là ma quỷ không. Milarepa các chị biết, con người siêu việt á, ngồi tới cái mông mà chai ăn, mà ăn khổ hạnh đến mức độ nghĩa là rau mà ăn trong ruột á, các chị biết nó biến thành màu xanh. Ăn rau tầm ma, nấu rau tầm ma trên núi tuyết mà ăn rồi á, đến nỗi mà ăn trộm nó vô là rớt bể cái bát, là có một cái lớp màu xanh của mũ dính trên đó. Ngồi như vậy mười mấy năm mới được tuyết sơn vậy mới trở thành thánh được, là Milarepa. Còn bây giờ mình ngồi thiền không biết kiểu gì á, mới có 1-2 tuần là cái bằng toàn là cái bằng thấy trời ơi nó nhiệm màu vô cùng. Thì để mình biết rằng chính vì chúng ta sẽ dễ bị những con đường của tham, của tri thức, của hướng dẫn của ma giới. Cho nên những vị thiền sư ngày xưa đó, thậm chí là có vị thiền sư mà ngồi thiền, đệ tử mình ngồi thiền mà thấy được chư thiên cúng dường đồ ăn, không ra được tâm mà bị thầy quở. Đối với mình bây giờ mà trời, nếu mà người nào ngồi thiền mà tự nhiên chư thiên cúng dường no cả ngày không ăn, mừng quá trời, cái người này tu sắp được đắc đạo rồi. Nhưng mà ngày xưa đối với những vị thiền giả chính thức là coi như đó là đã rơi vào loạn tưởng. Tại vì sao vậy? Tại mình ngồi thiền mà nếu chư thiên thấy được mình, chư thiên thấy được tâm mình và biết được mình đang nói được mà cúng dường, đó là còn loạn. Ngồi thiền mà mức độ đó là thân và tâm không động thì lúc đó là chư thiên đến cúng dường kiếm không ra. Như vậy mới đi đúng pháp. Bây giờ mình đâu có muốn vậy. Bây giờ mà nếu mà muốn cái chùa này nổi tiếng, chỉ cần là ngồi mà thấy dài một cái chóp chóp nhán nhán là nó sớm tới ồn ồn. Ồn ồn là tại sao vậy? Tại vì nghe cái chuyện đó là ông trên, ông dưới, bà trên, bà dưới. Các chị biết là ngay cả cái thời mà bây giờ Việt Nam mình nó có cái vị lâu nay các vị nghe cái từ là gì? Người mà họ giống như là xuất hồn vậy, họ coi gì? À, họ coi giống như Linh Đồng vậy. Hoặc là những người mà nổi tiếng bây giờ mà cái bằng khoa học gia còn phải xác nhận này kia, đi tìm xương thần cốt cuối cùng bây giờ bị suối gạt toàn là gì? Xương chó, xương mèo, xương gì đâu. Nó cũng ghê gớm vậy đó. Cho nên là mình rất là tội nghiệp, mình rất là dễ bị gạt gẫm. Vì chính vì đó mà Đức Phật không bao giờ là giới thiệu con đường gọi là cái bằng thần thông đối với người xuất gia học Phật. Ngài nói rằng Như Lai không hề có dùng cái từ thần thông đó. Bởi vì khi mà Ngài đi đến một cái bờ sông đó, có một người bỏ ra 30 năm. 30 năm là gì? Nghĩa là Ngài qua đây ngồi đợi đò mà tôi chỉ cần thấy cái nón tôi đứng đò, nghĩa là
đứng trên chiếc đò, đứng lên cái nón xong đi qua xong, không cần phải đợi. Hỏi vậy ông tu đó ông bao nhiêu? Tôi ngồi đây tôi tu tập 30 năm, bây giờ có cái thằng thông nó đi qua cái bờ sông này, không cần đò cũng không cần phải trả tiền. Phật nói vậy 30 năm ta làm biết bao nhiêu chuyện, chỉ cần có 2 xu là qua đò. Chỉ cần cả 2 xu lực để chở mình qua đò mà không có tốn phải mà 30 năm. 30 năm đó là mình phải giáo hóa, mình phải làm biết bao nhiêu lợi cho cuộc đời. Đằng ngày ngồi 30 năm khổ luyện chỉ có nghĩa là ngồi trên cái nón lá đi qua dòng sông rồi, không lợi ích gì chứ. Thì Đức Phật Ngài không có đồng ý được. Điều đó để cho Ngài thấy rằng khi mà chúng ta tu tập đến một cái mức độ thanh tịnh rồi thì tự nhiên thân mình nó biến thành thần thông. Con người mà mình, cái tâm linh mình nó thanh tịnh rồi thì cái gì mình cũng thông hết đó. Tại vì khi mình thanh tịnh rồi, cái gì mình cũng không bị chướng ngại, mình không bị mắc muối, không bị mê lầm, thì là mình đã thông rồi, là mình có thần thông. Còn nếu mà khi mà mình còn bị những cái tham, sân, si, thân kiến, miên kiến, tà kiến, giới kiến thủ này đó, cái gì nó cũng che mờ mình. Cái gì nó cũng hạn chế cho cái sự tu hành của mình. Cho nên đó, nếu muốn được cho con người có một cái hạnh phúc lâu dài đó, thì chúng ta thấy rằng đó là không phải nghĩa là nói rằng ma ma Phật Phật là do ta. Cho nên nghĩa là chính ngay trong con người của mình nó có tất cả những cái tà kiến, có những cái kiến chấp, có những cái sở hữu và tham đắm làm cho mình khổ. Nếu bây giờ nghĩa là cái lòng tham mình nó được nghĩa là ngăn chặn từ nhỏ, thậm chí là không phải là tới 90.000, mà nếu mà mình biết rằng đó là nó bao nhiêu sen không phải của mình, một xu cũng phải của mình, đôi khi mình cũng không cần. Cho nên có nhiều Phật tử khi vào chùa nào đó thì cái gì mà không phải của mình thường thường đem tới bỏ của công. Nhiều Phật tử vào chùa thấy có rớt tiền này kia đem bỏ vào trong thùng phước sương, coi như đó là chuyện của hương quả, không có dính gì mình. Tại vì sao vậy? Mình không muốn giữ tới cái tiền mà gọi là cái vật phi nghĩa bất thủ. Còn nếu mà cái người mà đi chùa tới mức độ nghĩa là cái bằng thấy cái gì ngộ mà giác thì cái đó là quá sức rồi, cái đó nó tu tới đỉnh cao mình cũng không dám nói tới. Thực tế thì chùa không cần đóng cửa, thật ra tôi nói cửa từ bi không đóng là vậy đó, là vì thật ra để cho những người giác ngộ mà. Thế còn nếu mà nó ngộ nó thấy nó giác thì cái chuyện đó là phải đóng cửa rồi, cái chuyện đó là phải đóng cửa rồi. Mục đích là cái khi không đóng cửa là cửa từ bi không đóng cửa là để cho người giác ngộ. Giác ngộ là vì nghĩa là đối với họ thế gian này là vô thường, bất độ là nguy thí, ngũ ấm là khổ không, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, còn gì nữa mà tham. Cho nên bây giờ nghĩa là cái gì mà họ nó là trả tiền mình mà dư mình cũng không muốn lấy. Và không biết tại sao nhưng mà ta thấy là cái chuyện đó có thiệt đó là đi ngân hàng vậy đó. Đôi khi đó, Phật tử đưa tiền người cỡ cũng dường thầy không có để ý, thầy dở cái vụ đó lắm, không phải là dân bông quán cái không có đến tiền. Nhiều khi đến xuống đó, họ đến rất là dư 100-200 vậy nhưng mà họ trả lại hết trơn rồi. Mình nghĩ là bây giờ họ không trả mình cũng đâu có để ý, mình đâu có biết đâu. Mình bỏ, mình muốn mua chùa hay muốn mua nhà, mình muốn là bỏ 5-10 ngàn, 20 ngàn mình đâu có đếm đâu. Vậy mà vô máy hoặc này cho đếm cho họ đó là mình dư bao nhiêu tiền mình. Điều đó cũng cho thấy rằng đó là một trong dạng đó là có sự giáo dục. Và giáo dục đó nó đòi hỏi là gì? Là tri kiến, là kiến thức. Mà đó là những kiến thức mà mình nói rằng nếu mà mình sử dụng cái kiến thức đó ở thế giới này, thật ra thì chúng ta có 3 cấp độ nhận thức. Về thức ấy, chúng ta có 3 cấp độ nhận thức. Cho nên đôi khi có nhiều người tưởng rằng có người có trình độ tri thức cao thì cái người đó tu tập dễ, nhưng không phải. Hai cái đó nó khác nhau. 3 cái cấp độ nhận thức ấy, chúng ta có tưởng tri. Tưởng tri tức là cái hiểu biết của chúng ta mà nó thuộc về tưởng. Tưởng nó liên hệ tới vấn đề là tưởng tượng, suy nghĩ. Nó có thể là không có chính xác, gọi là tưởng tri. Tôi tưởng như vậy, tôi nghĩ như vậy. Rồi cái bước thứ hai nữa là nó qua cái trình độ thứ hai là cái phần thức tri. Thức tri tức là hiểu biết qua cái kiến thức, qua cái học hỏi và qua cái kinh nghiệm nhiều năm của mình. Nó gọi là thức tri. Là những nhà mà mình gọi là có tri thức thì nó gọi là thức tri. Nhưng mà đạo Phật thì nó còn vượt một bước nữa. Đối với những người tu học Phật á, phải đạt được thiền định, phải phạt được nghĩa là văn tư tu rồi đó, nó cuối cùng nó đạt được một cái thứ ba nữa là liễu tri. Liễu tri tức là sự hiểu biết rốt ráo mà không hề có sự nghĩa là so sánh và không hề có sự chấp mắt. Thì như vậy cái đó gọi là liễu tri. Thì đối với cái người mà học Phật chúng ta thấy rằng để đạt được cái con đường mà đưa người ta đến con đường giải thoát hay gọi là quá giải vô minh đó, thì Đức Phật cần phải có tuệ giác. Vì vậy Ngài nói rằng đó là suốt cả cuộc đời của ta nói suốt 49 năm mục đích là để hướng dẫn người ta đến rằng ai cũng thấy được rằng mình có một Đức Phật và mình sẽ trở thành Phật, tức là tỉnh thức. Do vậy nếu bây giờ mà chúng ta làm Phật tử, chúng ta đến chùa, chúng ta học Phật, chúng ta cúng dường,
chúng ta bồi đắp cho cái tuệ giác là chính. Chứ thật ra là nó không phải là vì thức ăn, không phải là tu, không phải là vì mình ăn chay trường, hoặc là mình nữa là đi chùa nhiều mà mình cúng dường nhiều để nói lên là cái trình độ tu hành của mình nó cao. Không phải vậy. Cũng như một nhà sư vậy, khi một nhà sư đó mình muốn biết họ là cái công phu tu hành của họ và cái trình độ họ như thế nào là do cái đời sống nhận thức của họ, hay gọi là mình gọi là cái gọi là cái phong cách cái hạnh của họ về cái đời sống, chứ không phải là do họ ở chùa lâu hoặc ở chùa mạnh. Không phải vậy. Cho nên nhìn nhận một nhà sư không phải nhìn qua cái màu áo. Các bạn thấy rằng là bây giờ nhà màu áo thì nó rất là nhiều nhiều nhà sư mà mình đâu biết được sư gì, không? Cũng như là nhiều khi mình thấy là những người mà họ đi khất thực vậy, thấy rất là tội, rất là đúng pháp, và thậm chí là họ đi khất thực vậy là đúng theo lời Phật dạy. Nhưng mà nếu mà vì mục đích của họ là vì để đi có đời sống rồi đi để xin tiền thì nó sẽ là sai pháp, nó sẽ không có đúng, mà nó đòi hỏi là mình phải có một cái tuệ giác để mình phân biệt. Vì cái con người chúng ta nó dễ bị là có những cái có thể và có những cái không thể, và mình hay bị lọt vào. Nếu bây giờ mình đảo ngược lại, nếu mà các vị đảo ngược lại giữa có thể và không thể thì các vị thấy là nó hoàn toàn khác nhau. Bây giờ mình thí dụ thế này, người ta đó, con người của mình đó, có thể dừng xe, dừng một chiếc xe đang chạy xe, mình dừng xe rất là lâu à, có thể không, có thể dừng xe rất lâu để là nhất là người Việt mình đó, nghe mà thấy bị người ta gì nhà cháy hoặc tai nạn giao thông đó là ngừng lại rồi đi coi. Nhưng mà mình lại không thể làm gì, tức là không có thể là kiên nhẫn để là ví dụ mình mở một cái máy computer hoặc làm gì đó, nó có 10 phút hoặc 15 phút nó chờ đợi nó là mình chịu nổi. Trong khi đó những cái chuyện đó là mình gọi là chuyện gì thị phi, những ta bà, những trời ơi đó, tức là người ta đụng xe hoặc người ta cháy nhà vậy đó, thì mình nghĩ là đứng đó coi cái là say mê vậy. Thậm chí là có nhiều người đó là người ta đụng xe rồi rốt cuộc người ta chưa có sao mà mình lại bị đụng xe, tại vì mình mất lo dồn, tức là mình hướng ngoại, mình ngó ra ngoài rồi cuối cùng là mình bị đụng. Cho nên đó là giữa cái có thể mà không có thể, gì mình đổ ngược lại. Hay là ví dụ như là có người đó là có thể đó là ngay trong một cái lúc nào đó mình có thể tốn bao nhiêu tiền để cho ai đó, mà trong khi đó mình không có thời gian để dành lại để mình hỏi cha mình, hỏi mẹ mình, hoặc là người thân mình là bệnh gì phải đi khám được kia, không có chuyện chăm sóc cái chuyện đó. Chỉ cần mình phải đổi lại, tức là mình biết được cái gì quan trọng. Khi mình có tuệ giác mình biết quan trọng được rằng trong cái đời sống tu hành và đời sống bình thường của mình cái gì cần phải thay đổi. Nếu mà mình không thay đổi được những điều kiện đó thì mình có thể đưa đến con đường của mê lầm. Khi mà nó đã qua rồi đó, rồi mình mới nói trời ơi phải tiếc gì là biết, lúc đó mình phải chuẩn bị trước, mình phải hỏi trước, mình phải gọi là chăm sóc những người thân yêu của mình. Bởi vì đôi khi có một lần mình có thể gặp rồi lần sau mình không bao giờ gặp nữa, người đó không còn. Giống như mình nói là ở phi luật tâm vậy, người ta bây giờ ta ngồi trên mạng, người ta cứ coi, người ta cứ tìm mặt của vợ của con. Trong một cái số người chết 50.000 người, biết tìm hoài không ra. Có nhiều người là ở xa mười mấy ngàn cây số vậy, cứ ngồi ngày nào cũng ngồi mở máy trên mạng để tìm vợ tìm con. Nhưng mà đôi khi lúc chưa xảy ra trận bão á thì đánh vợ đánh con mà ở cái bên mà không có biết thương yêu. Rồi bây giờ đi xa rồi, từ cái trận bão đến rồi thì đi tìm vợ tìm con. Đổi lại, bây giờ mình phải có cách là đổi lại để tạo một cái gì đó giáo hóa của cái đời sống của mình, thì mình phải thay đổi được cái giữa mà cái bằng thân kiến, biên kiến, kiến thủ với cấm thủ, thay đổi cái tham sân si mạng nghi ác kiến trong con người của mình, thì mình mới có cơ may có được tự giác và đưa đến cái lạc, tức là hạnh phúc cho mình và cho người khác. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng nếu mà người ta có thể là sẵn sàng đó, trong này nó là có thể sẵn sàng cho một cái người nào đó nghĩa là kiều nữ, hay là những người nghĩa là kỹ nữ, nghĩa là chân dài, tức là gì, những người đẹp chân dài, tức là số tiền tới 5-10 triệu, nhưng mà bước ra mình không có cho cái người ăn xin hoặc cho cái người già đi không nổi 1.000-2.000 mình cũng tiếc. Thì mình thấy rằng là giữa cái độ đó, nó thấy là con người cái trình độ, cái nền tảng văn hóa được giáo dục như thế nào để họ không có chia sẻ sự cái đồng cảm, sự đau thương như vậy. Và cái là so sánh một cái sự cái là ăn hưởng của mình đó, rồi cái là hay là mình có khả năng mình mua một cái áo hay cái váy, cái bóp đầm 5-10 ngàn, mà trong khi nữa là để kêu gọi để giúp đỡ cho cái là một cái người cái là sắp chết hoặc là một cái tai nạn vậy, mình nói mình không có tiền hay còn có đồng 2 đồng đó, thì tự nhiên mình cảm thấy mình rất là xấu hổ. Khi nào mà cái ý niệm về cái độ cảm của nền tảng về văn hóa, về hiểu biết và cảm thông, nó thay đổi được con người của mình, tức là nó chuyển từ tham,
nó trở thành bao dung, rồi thương yêu, rồi tha thứ, tất cả những cái nó chuyển từ bước ấy, thì lúc đó chúng ta mới có thể đưa đến cái từ trong này gọi là trí tuệ, là căn bản đưa đến cái gì? Hạnh phúc lâu dài. Nhưng cái lần này nói các vị biết là ngồi trên máy bay vậy, ngồi trên máy bay, mấy chiếc máy bay á, mua tiền vé 1-2 ngàn đô cũng có, và trong túi mình có 50 ngàn cũng có thể có, chứ không phải là không. Nhưng mà người ta tới hồi người ta đem một cái bao gọi là cho UNICEF, cho mấy người nghèo đói á, mấy cô tiêu đại viên đi tới đi lui từ ở trên hạng sang đi tới cuối cùng á, thầy để ý á, có 2 người cho 2 đồng 4 đồng thôi. Trên một chiếc máy bay Boeing nó đi từ trên xuống dưới là gần 400 người, mà cái khi cô chiêu đãi đi lấy cái bịch mà để giúp đỡ cho cái người nghèo khổ, UNICEF thay đổi 1 đồng 2 đồng giúp đỡ rồi xong đi xuống thì ngồi thì dòm thử từ đầu tới cuối, còn không thấy có 2-3 người kêu đưa tay nữa là bỏ 2-3 đồng. Thì để mình thấy rằng khi mà mình chưa thay đổi được cái tham và những cái riêng tư của mình vậy đó, thì tuệ giác nó không thể phát triển. Tuệ giác không thể phát triển. Và nếu mà tuệ giác không phát triển được thì không quá giải được vô minh, và không thể đưa đến gọi là đại lạc được, tức là hạnh phúc lâu dài. Khi nào mà chúng ta có một cái hạnh phúc lâu dài, giống như là khi mà mình gọi là đến một cái ngồi trên xe hơi sang, mình đến gọi là mình gọi là thăm người ta gọi là ăn trưa hoặc đi quý lão, nhưng mà trong khi đó mình không có chia sẻ được cái hạnh phúc mà cái bằng thấy người ta đang thiếu gì, cần gì để mình giúp cho người ta, thì điều đó cũng để ta thấy rằng là mình chỉ có cái hình thức mà cái nội dung mình thật sự chưa có thay đổi. Thì học Phật ở đây trong kinh này, trong bài kinh này nói rất rõ rằng Bồ Tát tức là những người có kiến thức sâu rộng là phải làm thế nào, phải quảng học, phải đa văn, tức là nghe nhiều học nhiều, để rồi gọi là từng bước tăng trưởng được trí tuệ để hóa giải trừ những cái bệnh gọi là kể cả bệnh tri thức, bệnh tri thức, những cái bệnh mà mình cho rằng gọi là kiến chấp, hiểu biết của mình, năng lực của mình, sự giàu có của mình, làm cho con người mình trở thành gì, nghèo cùng túng quẫn. Cho nên thật tình mà nói đó, thật tình mà nói, khi trong những cái công trình công cộng, xây chùa, cất chùa, hay là làm những cái sự nghiệp chung, kể cả cái là giúp đỡ quỷ lão, thiên tai bạo lụt, những cái thành phần trung lưu, những thành phần trung bình, và thậm chí những người nghèo á, vận động hay gọi là lo lắng ủng hộ nhiều hơn là những người thật sự giàu có. Những người thật sự giàu có thì họ phải xây, phải bảo vệ những thành trì của tài sản, của cải, và tự mãn tự hào với cái mình được. Và mỗi lần mà cái người có nhiều thì hãy sức mẻ một chút xíu thì cảm thấy đau đớn, cảm thấy coi như là sự thiếu thốn. Còn những người mà cái bằng tầng lớp trung bình, hoặc những người thậm chí mà có lòng hảo tâm á, thì những cái Phật tử, hay mình gọi là Phật tử, mà nghèo mà ít hơn á, thì cái lòng của họ thì còn rộng rãi hơn. Tại vì sao vậy? Tại vì chỗ là chúng ta không quá giải được cái nhân của nó, tức là gì? Của nghĩa là thiên kiến, của biên kiến, cấm thủ, của giới cấm thủ. Rồi của tham, của sân, của si, tức là những cái mà vì càng ngày nó càng dày hơn ở trong cái ý niệm của chúng ta. Cho nên khi mà học Phật đến điểm này thì mình thấy rằng phần trước nói rằng tinh tấn là căn bản để hóa giải được những cái nghiệp chướng, các ma chướng. Thì trong lòng chúng ta có các vị biết là có bao nhiêu loại ma? Tứ ma, ha, thiên ma, rồi tử ma, rồi ngũ ấm ma, rồi phiền não ma. Nhưng mà trên thực tế là những loại ma này á, mình thấy rằng nội ma ngoại ma nó chấp ngã tạo thành tội lỗi. Cái mà mình gọi là nội ma ngoại ma, những cái sự chấp ngã tạo thành tội lỗi cho mình. Bây giờ mình ví dụ cái thứ nhất là sầu. Sầu là gì? Sầu tức là giống như mình gọi là để mình buồn quá, nó uống rượu giải sầu, nhưng mà uống càng uống thì càng gì? Càng thêm sầu. Cho nên sầu tức là nỗi buồn. Bi thì nó khác sầu. Có nhiều người nói là sầu bi, nhưng mà thật ra bi nó khác sầu. Sầu là buồn, mà bi là gì? Là yếm thế, là bi lụy, là bi quan. Cho nên nó phân rất là rõ ràng, tức là bi tức là yếm thế, tức là chán đời. Mình gọi là bi lụy, bi quan, gọi là chán đời. Rồi tới nữa là sầu bi khổ ưu não. Vậy là khổ là gì? Hồi nãy cái sầu nó khác cái khổ. Vậy là khổ là gì?
Khổ nó không hẳn là khổ của đời sống, do mình nghèo mình khổ, không phải vậy. Nó có khổ quá, và khổ đây là gì? Khổ tức là do những cái nỗi khổ của nội tại. Có những cái nghĩa là không thỏa mãn cái lòng, cái ham muốn, cái cá nhân của mình. Cho nên nghĩa là mình đang ở cúng vàng vị ngọc á, mình ngồi cái giường, các vị biết ở bên này có nhiều cái giường với cái niệm bao nhiêu, 50.000 đô, nó cũng khổ còn hơn mấy cái người mà cái bọn buôn gánh bán rau đó. Mấy người buôn gánh bán rau, mấy bà già mới ngồi mới ăn bắp rang, ngồi cười hì hà cả ngày vậy, phơi nắng vậy mà không sao. Còn cái người nghĩa là nằm nghĩa là dựa trên vách, để là dựa trên một cái niệm, cái gối á, cái gối không 200-300 đô, cái niệm 4-5 ngàn đô, trị đau lưng mà rốt cuộc đau lưng nó không hết, nó đau đủ. Hồi đó đây hiền đi chơi cái gì mới, nó mua một cái giường 5.000 đô để trị bệnh đó. Thiệt ra cái bệnh đó mà nó đau bên ngoài thì nó chưa có hết, mà thật ra đau bên trong còn hơn vậy nữa. Thì cái khổ đau gọi là cái dằn dặt, hay gọi là không có quá giải được, cái đó được gọi là gì? Đau khổ nội tại, cái đó mới gọi là khổ. Thế còn những cái đời sống bên ngoài không phải là khổ. Cho nên nhiều người mình thấy họ rất là, họ là buông gánh bán buông bộ, họ tỉnh queo vậy đó. Họ an phận với công việc của họ, họ đi chiếc xe và họ làm cái việc gì ở một cái nhà bình thường, nhưng mà họ an trú trong đó thì họ không gọi là khổ. Còn những người rất là giàu sang, rất là có tiếng tăm, nhưng mà chính mình bị đau khổ nội tại nó mất, cho nên cái đó mới là khổ. Rồi mình nói rằng đó là sầu bi rồi khổ, rồi tới gì, rồi tới đó là cái bằng mình gọi là cái khổ nội tại, cái đánh bên lòng nó là khổ, rồi tới ưu, rồi tới não, 5 cái. Vậy ưu là gì? Cái nãy mình thấy ví dụ mình sầu á, buồn á, nhưng ưu phải là buồn không? Ưu là đó, giống như bản quan nó ưu tư, tức là nỗi lo thầm kín một mình, lo bãi lo ba, lo cao cổ bụng, lo già. Lo già gì? Già thì hết duyên, mất gì lo. Các chị biết là đa phần nó phụ nữ vậy, cứ ngồi cứ đi ra đường cứ sợ, ta thấy mình già, sợ mình ốm, sợ mình mập, sợ gì kia. Tức là đủ thứ sợ ở đời, nó đã là quá sức sợ rồi, nhưng mà nội những cái chuyện nó không là cũng sợ. Sợ rồi nghĩa là mặc cái quần thì có được hay không, đi qua đi lại mặc áo thì có được hay không, cái đó là nó thuộc về gì? Là ưu á. Ưu mà nói theo ngày xưa là nói rằng con người mình ưu lo đến mức độ cái là lo bò mà trắng đăng trời sập không biết trốn ở đâu, ngày mai trời giông bão nên nó sập. Thì các vị biết là không phải là thiên tai là ở bên Philippines đâu, ngày hôm qua đó ở trên Queensland đó, các vị cứ tưởng tượng rằng nghĩa là mưa đá mà nó lớn, mình tưởng nó nhỏ, nó lớn bằng nghĩa là bánh khô lớn rồi, bây giờ nó đánh bằng danh viên gì, tennis. Ôi đó, mưa đá mà lớn bằng bánh tennis vậy đó. Nếu mà mình đi ngoài đường mà nó thảy trúng một viên còn hơn bị người ta đánh lấy cái búa mà đập cái đầu nữa. Và như vậy là bảo hiểm á, phải trả nó là hàng triệu đô la cho cái vấn đề mà claim bảo hiểm cho Queensland á, chứ không phải là chỉ có Philippines là trận bão hải yến không thôi. Hôm qua thì đọc trên mạng là nói là ở trên vùng gọi là gần Gold Coast hoặc đâu là bão tuyết á, mà không phải bão tuyết mà cái một mưa đá đó, viên đá nó lớn hơn viên đánh gô ra rồi, bây giờ nó lớn bằng tennis đó. Nghe hết hồn hết vía không? Thành ra bây giờ mình á, mình ngồi mình lo biết là nó xuống tới đây rồi, biết nhà mình ra sao nữa, ngồi cái suy nghĩ đó, nói sao vậy, rầu quá, không biết mà mưa tiết nó xuống đây rồi hay là mưa đá nó xuống đây sao. Có nhiều người không biết lái xe mà cũng sợ nó hư xe đó. Tại sao vậy? Nó hư xe của con, của cháu, chứ là nó mới mua chiếc xe đó, mà xe hàng hiệu nữa, trời ơi, lo nó không cũng khổ rồi. Cho nên cái là khổ ưu á, mình nói là trong những cái mà là nội ma đó, nó có gì? Là sầu, bi, khổ, ưu rồi gì? Não. Não là gì? Não là gì, biết không? Não là phiền não, là bức não á. Cho nên cái là tiếng Tàu là phản não á. Phản não tức là cái mà nó làm cho cái đầu mình, cái não mình nó lộn xộn, nó nhức đầu, chịu không nổi luôn. Tới nỗi là cái phần xỉn, mình thần kinh tỉnh tỉnh luôn. Cái đó gọi là não hại. Mình gọi là, nếu nhìn theo đúng nghĩa là gì? Phiền muộn bị bức hại. Cho nên năm cái này là loại ma mà gọi là gì? Là nội tại. Ma này mới là khó diệt. Và bởi vậy khi mình nói về Đức Phật giữa chúng ta, mình thấy rằng khi Đức Phật ngồi thiền, Ngài nhắm mắt lại trong cơn thiền định, Ngài mới thấy nữa là những cái loại ma này nó phải ở đâu. Cái đạo Phật hay là Đức Phật chúng ta trong tuệ giác nó khác với những cái tôn giáo khác là gì? Tôn giáo khác ở ngoài người ta có God, có Thượng Đế và có quỷ Sa Tăng. Nếu mình làm tội gì mình có thể bị cái loại quỷ này nó phạt, hoặc là loại con ma chứa mình, đó là giữa ông Adam và Eva nó bị một con rắn hướng dẫn để cho tham lam. Thấy tự nhiên đó là bình thường đó là ông Adam đó là ông có mặc quần áo không sao, mà tự nhiên nó sinh ra Eva, ông thấy hình như hơi lửng lửng.
đó, chính vì chỗ đó đó, chính vì chỗ đó mà gọi là con quỷ nó hướng dẫn cho ông ăn trái cấm, ông ăn trái cấm rồi kẹt cổ, bây giờ đàn ông nào có cục lớn vậy, khổ nổi vậy là kẹt cái gần cổ này, kẹt gần cổ này là gì, con quỷ gì, con quỷ sa tăng hay gọi là gì, là cái chỗ con rắn đó, con rắn nó được gọi là tội lỗi, nhưng mà con rắn bây giờ ta lấy thuốc làm bệnh là những cái độc vào con rắn đó là loại thuốc trị bệnh tốt nhất, Kinh Thánh nói vậy. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta cứ xét thử rằng thật ra đối với Phật giáo thì nó hoàn toàn khác hẳn. Bởi vì Đức Phật á, là khi mà Ngài ngồi nhắm mắt lại là những hình ảnh nghĩa là gợi lên trong lòng của Ngài, nào là vợ đẹp, nào là con xinh, nào là cung vàng, nào là điện ngọc. Tại sao mình không hưởng mà mình ra một gốc cây mình ngồi? Tại sao nghĩa là trong chỗ đông người bảo vệ mình không có ở mà mình ở một cái chỗ cô đơn lạnh lẽo này? Chính cái tâm tư đó nó nghĩa là ưu não, nó bấn loạn, nó phiền muộn, nó đấu tranh, đó là ma chướng. Ma Phật cũng cho ta tức là ma chính trong lòng Ngài. Rồi bây giờ Ngài bình lặng, Ngài dùng thiền định để Ngài nghĩa là làm cho nó trong sạch lắng động hết trơn á, thì ngay trong cái những cái loại mà cho ma đó nó biến thành tuệ và tuệ giác. Những cái gọi là kiến thức suy nghĩ đó nó lặn xuống rồi nó hoàn toàn minh chân lý nó hiện ra. Cho nên chính trong một con người mà đã trở thành Phật gọi là tỉnh thức, chứ không có hề có một cái gọi là một cái thế giới thứ hai bên ngoài. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật kiểu chúng ta nó khác với cái thế giới của những tôn giáo khác là vậy. Chúng ta không hề có sợ loại ma, hay là nói rằng tại vì thiệt ra tôi đâu có phải muốn vậy, nhưng mà tại ma nó quỷ thôi, ma nó gọi là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, chỉ tìm những tốn gì đoạn đường mà đi. Đã vậy được rồi, đã già, đã lớn tuổi rồi, vậy mà còn đi về Việt Nam nữa. Phải tại sao vậy, đi về Việt Nam đâu có lỗi làm gì, nhưng mà về Việt Nam rồi thì gì, là Việt Kiều, là anh, là em, thành ra nữa là những chuyện đó nó xảy ra. Bởi vì nó là ma đưa lối, như là quỷ dẫn đường, chỉ tìm những chỗ đoạn trường mà đi. Tại vì mình muốn chỗ đoạn trường mà đi, thành ra cái con ma và con quỷ nó ở đâu, nó ngay trong lòng của mình đó. Chứ còn ở ngoài cũng bình thường thôi, ai cũng giống như ai, tại sao là mình phải bị vậy? Là vì mình không kiểm soát được mình. Nên vì vậy mà chỗ mà tuệ, trí tuệ là căn bản để chuyển hóa vô minh. Tức là khi chúng ta có đủ tuệ giác thì Đức Phật nói rằng chúng ta sẽ trở thành người tỉnh thức và chúng ta trở thành đệ tử Phật. Và nếu mà chúng ta giống như mình nói rằng mình lo cho một cái ngôi chùa, mình lo cho một cái đạo tràng, mục tiêu của mình là gì? Mục tiêu cho mình để là một cái nơi mà người ta đến đó là nghe kinh học Phật và trưởng dưỡng đạo đức, trưởng dưỡng tuệ giác để sau này có thể hóa giải những vô minh phiền não. Cho nên ngôi chùa đó rất là quý giá. Và mình đó là đóng góp hay mình lo cho ngôi chùa, mình không thấy gì để mình thấy rằng coi như đó là một cái gì, một công việc cần phải làm để xây dựng cái nền tảng đạo đức cho mình. Còn nếu mình không hiểu thì mình cứ tưởng rằng đây là cái phần của cải tài sản làm là của ta, và tôi làm cái chùa này là vì ai đó, thì chính lúc đó mình sẽ tự mình bị cái loại ma chứ nó hướng dẫn mình đi vào con đường của đạo. Đó, thì như vậy chúng ta học ở đây để chúng ta hiểu rằng cái bài mà hôm nay đó chúng ta tóm kết lại rằng nếu á một cái người học Phật, quan trọng nhất của cái người pháp sư là phải có tuệ giác để biện bài vô ngại, có thể là nói được những cái gì của chánh pháp của Đức Phật, giúp cho thế giới được tồn tại, hiểu biết về con đường của tuệ giác. Chứ thật ra Đức Phật không phải là như Đức Phật mà chúng ta thấy rằng chúng ta làm là Đức Phật, không ngồi đâu có nói tiếng nào. Quan trọng là những người học Phật hiểu được tuệ giác và truyền tải được cái ý niệm của tuệ giác. Ngay cả Đức Đại Đa Lạt Ma cũng vậy thôi. Ngài là một cái người lưu vong, không được về từ Tây Tạng, nhưng mà Ngài là đại biểu cho Phật giáo, Ngài là đại biểu cho tuệ giác. Cho nên những gì Ngài nói ra, tức là Ngài nói về trí tuệ, về lòng từ bi, về lòng bao dung, về lòng thông cảm. Chính những cái đó mới là chuyên chở cái Phật chất từ trên một con người bình thường để trở thành Phật. Cho nên ta gọi là Ngài là Phật sống. Nếu mình muốn tìm Phật thì mình phải tìm những người có tuệ giác như vậy. Và nếu mình trở thành Phật, mình cũng phải có những năng lực như vậy. Chứ không hề có một cái thế giới bên ngoài, không hề có ai đó nữa là trao cho mình một hạnh phúc, không hề có ai đó đưa cho mình một Đức Phật, mà chính mình phải gì? Chính mình phải có hạnh phúc bằng những cái sự thực hiện, bằng ý niệm, bằng hóa giải những cái tham sân si của mình. Và chính mình phải trở thành Phật tỉnh thức để trên con người chúng sanh này mình có thể là giúp đỡ cho tha nhân. Và ngay lúc này mình đã trở thành Bồ Tát. Sao có ông lên bà xuống nữa rồi? Thì chúng ta sẽ tóm lại ở đây để thấy rằng nếu bây giờ
Và các Phật tử thấy là bây giờ nghe một em bé đi mà nó nghe một cái thiên tai, hoặc nó nghe bão Philippines, hoặc nó nghe ở Việt Nam mình bị bão hoặc cái gì đó, nó có thể là góp cho 5 đồng, 10 đồng. Gia đình Phật tử chúng ta nhiều khi nó đi xin cho những người bị cancer này kia, nó đi bán đồ này kia, là ngay lúc còn nhỏ là người ta đã giáo dục cái nền tảng của điều đạo đức, cái nền tảng của thương yêu, cái nền tảng của gì, của tập thể, cho thế giới của trẻ con. Chứ nếu không là mình sẽ bị gì, mình sẽ làm cho mai một cái thế giới này. Nếu mình không có học, không có tri thức thì mình sẽ mai một. Nếu mà đọc trên mạng, mà đọc cái tờ mà các vị gửi, nhiều khi mình biết là chuyện nó giống như chuyện đùa vậy mà thấy cũng buồn. Khi mà một thầy giáo hỏi học trò ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Dương, trời ơi, cái câu chuyện thiệt là kỳ cục. Rồi kêu học trò đứng lên nói dạ con có ăn cắp à. Rồi hỏi cho cha mẹ nó nói ở nhà nhỏ lớn không cắp đồ, tốt lắm. Rồi hỏi ra tới khi mà thầy hiệu trưởng mới nói rằng là chuyện nhỏ mà nó cần ăn cắp mà nó không nhận nữa, cho nên sao là chuyện lớn sao, đuổi học. Trời ơi, đuổi học. Cho nên lịch sử làm gì có chuyện đó không? Tuy nhiên muốn nói rằng nếu chúng ta không có giáo dục được cái nền tảng về lịch sử, về văn hóa đó, thì trẻ con cái đứa như vậy đó, thì lớn lên rồi thì nó sẽ không có đủ kiến thức, nó không có đủ nền tảng văn hóa để nó làm tốt cái sự nghiệp của chính bản thân để làm sao đưa đến hạnh phúc của xã hội. Phật giáo cũng vậy. Nếu mà những người học Phật mới vào bước đầu học Phật mà không có được văn, không được tư, không được tu, chỉ cứ nói rằng là đi chùa hoặc là cúng chùa có phước, hoặc là cứ lại đi rồi cứ cầu, thì chính ngay những lúc đó là chúng ta đã giáo dục cho cái người Phật tử chỗ con đường của mê tín và đưa con đường của gì, của loạn động tối tăm, không có thể giải thoát được. Bắt buộc cái người đó là đại pháp sư họ phải biện đại vô ngài làm thế nào để họ giúp cho người hành giả biết rằng chính bản thân họ là Phật chứ không còn ai nữa, và bản thân họ giải thoát giác ngộ để họ đạt được hạnh phúc chứ không trông chờ một người nào đó mang lại hạnh phúc cho họ. Cho nên nếu mà mình có tu hay có học hay có làm bất cứ việc gì á, mình phải biết rằng đó là việc làm của mình, nhân của mình gieo và quả của mình gieo, rồi nghĩa là kết quả mình sẽ được họ làm. Chứ không có nói rằng là mình tu vì chùa, không phải mình tu vì Phật, không phải mình sám hối gì ông sư, không phải sám hối hay là tôi đến chùa vì ông thầy, hoặc là tôi không thích đến chùa vì bà sư cô. Tức là những cái tư duy đó là những tư duy rất là lầm lẫn, nó ấu trĩ, không xứng đáng để mình trở thành một người Phật tử. Một người Phật tử là phải có một cái nhìn đầu tiên á, là phải văn, phải tư, phải tu, và mọi cái đều mình làm cho con người của mình, kể cả thành Phật. Còn ví dụ bây giờ có thầy, có thiện hữu tri thức, của bạn bè, những người này trợ duyên, nghĩa là cùng với mình, cùng đồng chí giúp đỡ mình để mình có thể nghĩa là có thêm nhiều năng lượng và có thêm nhiều cái sự trợ duyên để mình đi tốt hơn cái con đường hành đạo. Chứ không hề có lý do là những người này là những người mà để mình có thể là mình trở thành cái cây gì, cái chùm gửi. Khi mình trở thành cái chùm gửi là nó không có một cái gốc, không có rễ, không tồn tại, thì gốc bồ đề mà nó sẽ không thể mọc trên cây chùm gửi được. Gốc bồ đề nó phải được chôn, nó phải được trồng trong sự giác ngộ, trong sự tỉnh thức, chứ không thể nói là nương dựa, không thể gá, nó là gá hết người này để gá người kia, hết chụp người này chụp người kia, thì điều đó là nó không có tồn tại trong cái giới của Phật giáo chân chánh. Thì chúng ta sẽ dừng lại cái bài này là bài thứ hai trong phần hai, đó gọi là trí tuệ là căn bản để chuyển hóa ngu mê. Và nội dung bài này được xác định trở lại rằng là ngu si, chính tất cả những cái vô minh là nguồn gốc của sinh tử, ngu si là sinh tử. Còn nếu là Bồ Tát, tức là người giác ngộ tỉnh thức á, là phải thường niệm là gì? Là quảng học, đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu, biện tài, giáo hóa nhất thiết, Phật sẽ tất dĩ đại lạc. Tức là căn bản của sự hạnh phúc và tất dĩ mọi người đều đến được hạnh phúc á, là do phải có trí tuệ. Cho nên là nếu Phật tử nào muốn biết được mình học đạo có được tiến bộ, có hạnh phúc hay không, là qua sự trình độ và tuệ giác trí tuệ mình được nhiều không. Chứ còn không phải là cúng nhiều được phước, hoặc là ai thưởng, hoặc là nghĩa là Phật thấy mình có cúng nhiều cho nên ghi vô sổ rồi sau này thưởng, thì mình không hề có chuyện. Tất cả các vị nghĩa là đóng góp một cái gì làm đó là chính làm cho mình, cái mà mình buông ra mình cho ra đó là mình sẽ có cái được. Còn cái mà mình giữ lại chắc chắn và cảm nhận đó thì chỉ có một mình thôi, sống của mình và chết cũng mình, nó trở thành gì, tư kỷ. Còn khi mình vị tha vị người thì sau này thì người sẽ bị vì mình. Rồi lần tới đó thì nếu mà dĩ nhiên là phải có một cái thời gian đoạn nữa, bởi vì thầy phải mất đi Úc khoảng nửa tháng, thì nó có một cái gián đoạn kỳ học nữa. Trước khi trong vòng cuối năm tôi trở lại, chúng ta sẽ học
Bài này bài thứ 10, tức là còn khoảng 4 bài, 5 bài nữa là kết thúc cái phần kinh của Bát Đại Nhân Giác. Hy vọng sau này đến qua làm một cái series gì để cho các vị đừng có bị lạc. Rồi làm sao mà cái ngày mà kết thúc nó mình thuộc hết cái bài Bát Đại Nhân Giác này, nó ngắn nó ngủ một bài đó đó. Như cái bài này, bài gọi là thứ 9 tới 10 nó có câu hơn là gì, là ngu si thì sinh tử, Bồ Tát thường niệm, rồi mãn học đa dân, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài giáo hóa nhất thiết, tất vĩ đại tại là chừng đó thôi. Mà nếu mà mỗi lần mình học thuộc rồi mình đi xem học rồi, sau này các người thấy rằng cái kinh Bát Đại Nhân Giác này nó rất là ngắn, nhưng mà cái giá trị về tư duy, về giá trị về thẩm định, về thiền định rất là cao. Thôi rồi, bây giờ các phần tử chúng ta phần nước. Chúng sanh vô pháp biên ma chúng sinh đều trọn thành.